Để vào chương trình Bao Boy 2010 thì chúng ta nhìn trên màn hình desktop, đây là biểu tượng của phần mềm trình chiếu Microsoft Bao Boy 2010. Chúng ta nhấp đúp vào biểu tượng này thì phần mềm trình chiếu Bao Boy sẽ được mở ra. Cách thứ hai để vào phần mềm trình chiếu Bao Boy, chúng ta có thể bấm nút Start và tìm đến thư mục Microsoft Office, thì trong này có Bao Boy 2010. Chúng ta nhấp chuột trái vào đây. Như vậy là chúng ta đã vào được phần mềm trình chiếu Bao Boy 2010. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu đến giao diện của phần mềm trình chiếu Bao Boy. Giao diện này ta chú ý đến 8 phần như sau. Phần thứ nhất là thanh công cụ truy cập nhanh. Đây là thanh công cụ truy cập nhanh. Và chúng ta có thể cài những cái biểu tượng là để chúng ta có thể truy cập nhanh vào đây. Ví dụ như là thêm cái nút là Append đây. Hoặc là chúng ta thêm nút New đây. Khi chúng ta bấm vào cái nút này thì cái lệnh này được tác động trực tiếp. Điểm thứ hai trên giao diện của phần mềm trình chiếu Bao Boy đó là thanh tiêu đề. Đây chính là thanh tiêu đề. Thanh này chỉ chứa tên tệp tin đang làm việc, còn gọi là tên và trình chiếu. Đây là tên mặc định khi chúng ta mở một trang Bao Boy mới. Giờ giả sử chúng ta lưu bài trình chiếu này lại đây, và chúng ta đặt cái tên. Chúng ta bấm Save thì chúng ta thấy cái tên của bài trình chiếu đã được hiển thị trên thanh tiêu đề. Thứ ba là thanh Ribbon. Đây là thanh Ribbon. Thì thanh này đã chứa toàn bộ những cái công cụ xử lý của Bao Boy. Thì trong thanh này có 3 thành phần, đó là gồm các cái thẻ lệnh. Ví dụ đây là thẻ lệnh Home, đây là thẻ lệnh Insert, đây là thẻ lệnh Delete, hoặc đây là các cái thẻ lệnh còn gọi là thanh menu đối với Office 2003. Và trong cái thẻ lệnh này thì lại có các cái nhóm lệnh. Ví dụ như nguyên nhóm này là nhóm Report, nhóm Size, nhóm Phòng và nhóm Paragraph, hoặc vậy. Rồi trong một cái nhóm lệnh như thế này thì lại có các cái nút lệnh. Ví dụ như đây là cái nút lệnh để làm cho chữ đậm lên. Ví dụ đây là đây là nút lệnh làm cho chữ in nghiêng. Tóm lại, trong thanh Ribbon thì chứa các cái thẻ lệnh. Trong thẻ lệnh thì lại có các cái nhóm lệnh. Trong nhóm lệnh thì có các cái nút lệnh. Đó chính là thanh Ribbon. Thứ tư đó là vùng làm việc. Đây chính là vùng làm việc. Thì vùng làm việc là cái vùng dùng để nhập và xử lý dữ liệu của bài trình chiếu. Ví dụ chúng ta cần nhập chữ thì chúng ta nhập ở cái vùng làm việc này, hoặc là chúng ta chèn hình vào. Thì cái vùng làm việc này chính là cái nội dung của cái size mà chúng ta đã chọn. Ví dụ trong bài trình chiếu có nhiều cái size, ví dụ đây là 3 size, 3 trang chiếu. Thì như vậy thì chúng ta chọn trang thứ hai thì nội dung trang thứ hai sẽ hiển thị ở vùng làm việc này. Thứ năm đó là cái ngăn Outline. Thì khi chúng ta nhấp vào cái ngăn Outline thì chúng ta sẽ thấy được cái dàn bài của bài thuyết trình chúng ta. Thứ sáu đó là ngăn Size. Thì ngăn Size này sẽ hiển thị danh sách các size đang có trong bài thuyết trình. Ví dụ như bài này hiện giờ có
Barca, C1, C2 và C3. Thứ bảy đó là dùng ghi chú. Đây là dùng ghi chú. Thì ghi chú này chúng ta có thể ghi chú về cái size đang hiện hành. Ví dụ chúng ta đang chọn size thứ 3, bây giờ chúng ta đang ghi chú về cái size thứ 3 này. Ví dụ như khi chúng ta soạn cái size thứ 3 xong, chúng ta ghi chú đây là khi thuyết trình chúng ta phải cần nói cái điều gì, đúng không? Thì chúng ta ghi tại cái vị trí ghi chú này. Thứ 8 là thanh trạng thái. Thanh trạng thái là cái thanh này nằm ở cuối cùng của màn hình chương trình. Thì thanh trạng thái sẽ hiển thị các thông báo về trạng thái làm việc hiện thời của bài trình chiếu. Ví dụ như nhìn vào đây, chúng ta biết là đang ở cái size thứ 2 trong 3 size. Và hiện dùng cái office theme và ngôn ngữ tiếng Anh. Còn đây là chế độ hiển thị bình thường. Và đây là cái nút để trình chiếu. Và đây là công cụ phóng to hay thu nhỏ màn hình. Và hiện giờ chế độ hiển thị là đang ở 70%. Thì bài trình chiếu chính là một cái dàn bài để ý hỗ trợ chúng ta thuyết trình trước đám đông. Ví dụ chúng ta muốn thuyết trình về cái thế giới bonsai thì chúng ta phải soạn bài trình chiếu này. Để soạn được bài trình chiếu thì chúng ta phải hình dung các cái vấn đề chúng ta cần trình bày từ đầu đến cuối. Thì cái vấn đề đó được sắp xếp trình tự trên trang chiếu. Đó được gọi là cái bố cục của bài trình chiếu. Ví dụ như ở bài này thì đầu tiên, cái trang đầu tiên thì chúng ta có thể để một cái tiêu đề và cái họ tên người soạn cái bài này hoặc là những cái người thuyết trình về vấn đề này. Sau đó từng vấn đề được nêu lên để nói trước công chúng. Thì ở trong cái trang chiếu này thì chúng ta thấy rằng có các cái đối tượng như là văn bản, hình ảnh. Và cái văn bản này được bố trí xen kẽ giữa cái hình ảnh như thế này. Thì đây cũng gọi là bố cục của bài trình chiếu. Về bố cục tổng quan thì chúng ta thấy cái trang đầu tiên là cái trang chứa cái tiêu đề của toàn bộ bài trình chiếu và thông tin của cái người biên soạn hoặc là cái người trình bày. Vì vậy cái trang đầu tiên này được gọi là trang tiêu đề cho cả bài trình chiếu. Và các trang còn lại được gọi là trang nội dung. Ở cuối cái bài trình chiếu thì thông thường sẽ có một cái trang để ghi cái lời cảm ơn đối với khán giả đã chú ý theo dõi. Ví dụ đây là cái trang cuối. Trong các cái trang nội dung, nhìn vào đây chúng ta thấy là có một cái tiêu đề xuất xứ bonsai. Như vậy thì trong cái trang 2 này là sẽ chứa cái nội dung nói về xuất xứ bonsai. Do vậy cái dòng này được gọi là tiêu đề của cái trang chiếu. Và các cái còn lại là nội dung của trang chiếu. Ở trang 3 cũng như vậy, đây là tiêu đề trang, còn đây là nội dung của trang. Khi nhìn vào một trang chiếu thì chúng ta thấy ví dụ từ xuất xứ bonsai là được bố trí trong một cái khung chữ riêng. Đoạn chữ này cũng được bố trí trong một cái textbook. Ở đây là một textbook, đây là một textbook, đây là một hình ảnh và hình ảnh. Thì như vậy những cái khung riêng như thế này người ta gọi là một đối tượng trong trang chiếu. Như vậy để soạn một bài trình chiếu tức là chúng ta soạn từng đối tượng và trình bày trên cái trang chiếu như thế này. Để việc bố trí các cái đối tượng dễ dàng hơn thì trong chương trình có những cái mẫu bố trí sẵn. Để sử dụng mẫu bố trí sẵn thì chúng ta
bấm vào cái nút New Sign và nhớ bấm vào nút mũi tên, thì chúng ta thấy có các cái mẫu được hiện ra như thế này. Ví dụ như mẫu đầu tiên là chỉ có cái tiêu đề, và ở dưới này là nhập thêm cái phụ đề. Thường đây là để dành cho cái trang đầu tiên là trang tiêu đề. Hoặc là mẫu bố trí này thì chúng ta thấy đây là tiêu đề của cái trang, còn ở đây là nội dung trang được nhập vào đây. Ở đây có các công cụ chèn nhanh các cái biểu bản, chèn biểu đồ, chèn sơ đồ, chèn hình ảnh, chèn clip ảnh, hoặc là chèn cái video. Hoặc là cái mẫu bố trí này thì chúng ta thấy giống như mẫu bố trí vừa rồi, nhưng được bố trí làm hai cái khung nghiêng và trên này có một cái tiêu đề trang. Như vậy thì để nhanh chóng cho việc bố trí các đối tượng thì chúng ta có thể chọn mẫu bố trí. Ví dụ như mẫu bố trí này, chúng ta có thể gõ một tiêu đề trang ở đây, và bên đây có thể chèn một biểu đồ. Và bên đây có thể chèn một cái sơ đồ. Như thế, cái mẫu bố trí giúp cho chúng ta bố trí các cái đối tượng này cách nhanh chóng.